này mọi người ơi, cây lan tim nhá. Mọi người có biết cây lan tim không? Biết tại sao cái tên của nó lại là lan tim không? Đây mọi người nhìn cái lá của nó này thì mọi người sẽ biết này, cái lá của nó giống như trái tim ấy, nên là gọi là lan tim nhá. Cái lan tim này thì nó có nguồn gốc từ Thái Lan và sau đó thì nó có du nhập sang các nước lân cận như là Việt Nam này. Và Việt Nam thì cái cây này thường được trồng ở miền Bắc và nhiều hơn, trồng ở miền Bắc nhiều hơn do cái khí hậu có phần mát mẻ và phù hợp với điều kiện phát triển của cây hơn đó. Về gì nhỉ? Về cái đặc điểm của cây lan lan tim này thì cây này thì nó thuộc là cái loại mà thân thảo mềm và mảnh, mọc nhiều nhánh, và cây của nó ấy, thì có nhánh có thể mọc từ dài khoảng lúc mà nó trưởng thành có thể dài khoảng 1 mét, và từ các nhánh đấy thì sẽ có lá của cây lan tim, từ các nhánh thì sẽ có lá từ gốc đến ngọn luôn. Đấy. Lá thì có hình trái tim màu xanh biếc và đẹp mắt, kích thước của nó khá là nhỏ, khoảng 1 đến 2 cm thôi, mọc đối nhau qua các nhánh lá, và lá của nó có màu xanh đẹp mắt, phù hợp với trồng và trang trí không gian. Đó thì cây thì không có hoa nhá mọi người, là những chỉ cây lan tim này thì chỉ chơi lá thôi, không có hoa, và nó lá của nó thì mọc quanh năm luôn. Và cây lan tim này thì có sức sống rất là lớn này, cây sống rất là lâu bền bỉ, và chăm sóc của nó thì bền bỉ, rất chăm chỉ, và có da lá xanh biếc và đâm ra chồi mới rất là nhanh đó, và nó lan rộng ra như thế này. Vì vậy mà nó rất là được ưa chuộng và có thể trồng để làm cây cảnh nhá. Về công dụng của cây này thì nó sẽ thường được trồng để làm cây cảnh này, tăng thêm thẩm mỹ cho không gian sống này, sinh hoạt và vui chơi. Cây này thường được dùng để trang trí cho các nhà hàng này, quán cà phê, nhà ở nơi ban công này, dàn treo sân thượng, và đặc biệt là rất phù hợp để treo ở những ban công của những nhà có cái rào cản. Còn cành lá của cây lan tim thì có hình trái tim nhỏ rủ xuống, trông rất là đẹp và giấu sức sống với một màu xanh tươi. Cây cũng được trồng để mang lại nhiều giá trị về kinh tế cho những người trồng cây cảnh này. Cây được mang tặng bởi ý nghĩa trao yêu thương cho những cặp đôi đang yêu, để họ gặp nhiều may mắn, sống bên nhau hạnh phúc trọn đời, cuốn quýt mãi không xa rời. Cây còn mang ý nghĩa về may mắn và hạnh phúc, phù hợp để tặng cho những dịp lễ cưới của cô dâu chú rể, với ý nghĩa là chúc họ trăm năm hạnh phúc. Còn về yêu cầu kỹ thuật và chăm sóc của cây hoa lan tim thì trước hết là về đất trồng thì rễ của cây lan tim là một loài rễ chùm ống cắm sâu xuống đất để hấp thu chất dinh dưỡng. Cần mọi người trồng thì cần chọn cho mình những loại đất tơi xốp, dễ thoát nước. Đất thường được chọn để trồng cây là loại đất trộn sẵn mùn cưa này, hay chấu, xơ dừa. Đất có chất dinh dưỡng tạo cho cây môi trường dễ phát triển, sẽ ra nhiều lá hơn. Về tưới nước và nhiệt độ thì cây này là loại cây ưa ẩm ướt, nên cần chú ý lượng nước cho cây. Ngày tưới cho cây một lần vào buổi sáng sớm khi ánh nắng trời còn dịu nhẹ. Cây tuy được trồng ở vùng nhiệt đới chịu được hạn, nhưng mà khi nắng gắt quá thì sẽ làm bốc hơi hơi nước của đất nhanh, khiến cho cây không có nước để duy trì sự sống. Do vậy nên là cần chú ý lúc mà để ngoài trời thì không nên để nắng quá gắt, nên di chuyển đến môi trường sống của cây vào những nơi có ánh nắng vừa phải hoặc là có bóng râm ánh sáng. Không để cho cây bị nắng quá, dễ làm cây bị héo và chết do cháy nắng và do căng thẳng nhiệt độ. Còn độ ẩm thì mọi người nên chú ý về độ ẩm của đất kịp thời để có chế độ nước tưới hợp lý, nhất vào mùa hè. Còn về bón phân ý, thì
muốn cây xanh tốt thì ra lá nhiều và có độ dài lớn nhất thì có thể nên bón phân 2 tháng một lần, bón phân ở gốc bằng những loại phân như NPK để bổ sung vi lượng cho cây lớn xanh và ra nhiều lá, cành dài hơn. Còn về cách nhân giống của cây này thì cây thường được nhân giống bằng phương pháp tách bụi, thường nên tách bụi vào những ngày mát mẻ, nhiệt độ dao động từ khoảng 25 đến 27 độ. Còn cây sau khi được tách bụi chuyển vào chậu để ở nơi mát, tưới cây hàng ngày để duy trì độ ẩm cho cây bền rễ nhanh. Cây thường được trồng vào mùa xuân để đâm chồi nảy nọc non nhiều mà không cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Thì đấy là một số thông tin về cây lan tim này á, về cái đặc điểm này, công dụng, ý nghĩa, cách trồng, chăm sóc của cây lan tim. Và đấy cũng là mà gì nhở, một số thông tin mà bọn mình chia sẻ với các bạn đó. Thì mọi người mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn có thể ra shop showroom cây đời để bọn mình có thể là sẽ tư vấn kỹ hơn này đó, và có nhiều, rất là nhiều ưu đãi cho các bạn đó. Thì mình sẽ để bên góc trái màn hình thì các bạn có thể ấn vào số này, có thể vào Facebook để có thể alo cho mình để bọn mình tư vấn cho các bạn nhá. Xin chào.